Sao nàng vẫn còn chưa ngủ vậy? Masi đáp, em, em đang đợi ngài về, em muốn biết chuyện gì xảy ra. Riptan trả lời, có vẻ bá tước đang gặp khó khăn khi số lượng quái vật đang tăng lên. Ngài ấy đề nghị một cuộc thương lượng để đổi lấy sự trợ giúp từ đoàn hiệp sĩ Rem Dragon trong việc ngăn chặn quái vật. Ngài ấy cũng đề nghị hỗ trợ xây dựng hải cảng nữa, đang nói thì anh bỗng bất ngờ trước hành động của vợ. Nàng đang làm gì thế? Masi đang dùng hết bình sinh để kéo thanh gươm của anh. Em, em đang cố, cất kiếm. Vừa nói dứt lời, cô đã bị thanh gươm đó bật lại, Riptan nhìn theo mà vã mồ hôi hột. Cuối cùng thì anh nhà đành phải tự mình đặt lại gươm và áo giáp về chỗ cũ, nàng không sao chứ. Sao nàng lại cố làm việc này vậy, cả mặt ma đỏ như trái dâu tây, đó là nhiệm vụ của người vợ. Để, để giúp đỡ chồng, em hiếm có cơ hội, vì ngài lúc nào cũng đi sớm về muộn. Cô nhìn thanh gươm của anh và gặng hỏi, tất cả các thanh gươm đều nặng như vậy sao ạ? Riptan đáp, cái của ta nặng hơn những cái khác mới đầu sử dụng cũng gặp không ít khó khăn. Masi chỉ biết ỉu xìu vì chẳng làm được gì để giúp đỡ anh. Cô liếc nhìn chồng mình và lại hỏi, vậy ngài có định chấp nhận lời đề nghị của Bá tước Lovon không? Riptan ném chiếc khăn xuống và trả lời, ta bảo rằng hãy để ta suy nghĩ đã. Lời đề nghị không đến nỗi tệ, nhưng ta đang cân nhắc xem có nên phân tách quân đội của Anatol hay không. Masi phỏng đoán, bởi vì sắp tới ngài có thể phải tham gia cuộc viễn trinh khác phải không? Trong trong lúc em điều trị cho lính trinh sát em nghe nói đám quái vật đó đang tấn công vùng đất phương bắc và đội kỵ sĩ rem dragon có thể bị triệu triệu tập đi chiến đấu riptan ngập ngừng chúng ta không chắc chắn có phải tham gia chiến dịch hay không mà maci đáp nhưng mà nếu thực sự phải đi thì có phải ngài sẽ dẫn đầu quân đội phải không riptan nghe xong thì hững đi một nhịp thở dường như anh đã cảm nhận được sự lo lắng trong ánh mắt của vợ mình không ta định sẽ cử usulin hoặc hebaron đi thay Masi vẫn lo, nhưng lỡ như vua Ruben muốn triệu tập ngài thì sao? Riptan đáp, nếu người đó nhất định muốn ta ra trận thì sẽ rất bất tiện, nhưng ta luôn kiếm cớ để thoát mà. Nếu vua Ruben không phải là kẻ ngốc, ngài ấy nên biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu yêu cầu lòng trung thành quá mức cần thiết từ ta, Masi nghe vậy thì thở phào. Bỗng anh chồng của cô tự dưng tiến đến và cương nựng, nàng không thích ta rời đi sao, Masi kêu a à lên một tiếng. Cô đánh ánh mắt tránh né và nhớ lại những gì bà vú đã can dặn. Nhiệm vụ của một người phụ nữ là phải tuân theo lời chồng, phải ở yên như một xác chết, đó là đức hạnh của một nữ quý tộc. Cô chạm vào bờ ngực săn chắc của ngài ấy và ngập ngừng nói, "Em em cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi ngài ở đây." Và người dân ở Anatol, cũng vậy, nghe được câu sau, Riptan cột hứng khựng người lại. Anh cau mày nhìn nàng ấy mà buồn bã, rồi gục đầu vào người vợ mình ảo não, "Ưm, ta chắc chắn là như vậy." si tự dưng thấy anh ỉu xìu thì chẳng hiểu mô tê gì nàng đừng lo lắng nhé Masi, ta sẽ luôn bảo vệ nàng dù thế nào đi chăng nữa maxi đỏ mặt ngước lên hỏi dù thế nào đi chăng nữa ư ừ. phải dù thế nào đi chăng nữa nghe tới đây hai mắt cô đã ngấn lệ có một khoảng thời gian mình đã mơ về một chàng kỵ sĩ hào hiệp và cao lớn ngài ấy đã ôm mình trong lòng và nói rằng sẽ bảo vệ mình maxi nhanh chóng quàng tay lên cổ anh hai chân nhún lên lấy đà để xà vào lòng ngài ấy và trao cho ngài ấy một nụ hôn ấm áp Nước mắt của cô đã rơi lã trã, nhưng gương mặt lại mỉm cười hạnh phúc và nhìn anh bằng đôi mắt tràn đầy yêu thương. Riptan đặt vợ mình lên giường, hãy nói gì đó đi Maxi, nàng có biết mỗi khi ta chạm vào nàng, cả người ta lại nóng lên không? Và mỗi ngày thì chuyện đó ngày càng tệ hơn nữa. Maxi mỉm cười âu yếm gọi tên anh, Riptan. Anh tiến lại gần cô hơn và thủ thỉ, đôi lúc ta muốn nàng nhiều đến đau đớn vậy. Sáng hôm sau, rút cầm một cành cây nhỏ và giải thích cho Macy hiểu rằng chuyện đàm phán với ngài bá tước đối với Riptan sẽ dễ dàng mà thôi. Ngài ấy sẽ tìm thời cơ tốt nhất để tận dụng tối đa lợi ích từ cuộc đàm phán. Macy ngạc nhiên, "Thật, thật sao? Cô chỉ nghĩ chồng mình là một kỵ sĩ khác thường, không ngờ lại có cả tài đàm phán như thế, còn việc gì mà ngài ấy không làm được không nhỉ?" Bỗng rút kêu lên, "Tán gẫu thế đủ rồi, chúng ta bắt đầu thôi." Nghe thấy hiệu lệnh, Uli cầm kiếm gỗ mà cả người run lẩy bẩy trước mặt anh chàng là vị phu nhân đáng kính của lâu đài anatol và anh đang chĩa kiếm về phía cô ấy để kiểm tra lá chắn đầu tiên của người mạnh đến cỡ nào uli vô cùng lo lắng tôi tôi thực sự phải làm việc này sao rút đáp cách tốt nhất để kiểm tra phép thuật là dùng tấn công vật lý uli vẫn nơm nớp nhưng phải là tôi sao rút ca thán trời ạ à, chúng ta không thể chiếm dụng thời gian quý báu của các hiệp sĩ cho một việc nhỏ nhặt như vậy được phải chứ uli bối rối đến vã cả nước mắt nhưng làm sao tôi có thể chĩa kiếm vào phu nhân được cơ chứ? Hoa oa, rút thở dài. Trời ạ, à, đây có phải kiếm thật đâu? Nghe này, chúng ta làm chuyện này là vì sự an toàn của phu nhân ấy. Nếu chẳng may người gặp nguy hiểm, thì phép thuật này rồi sẽ bảo vệ cho phu nhân mà. Uli nghe vậy thì lung lay. Ưm, um, được rồi. Anh hét lên và nhắm mắt nhắm mũi vung một đường kiếm. Vậy, vậy thì phu nhân à, xin hãy tha thứ cho tôi vì sự vô lễ này ạ. À. Masi nắm chặt cành cây nhỏ và kêu lớn. Tôi sẵn sàng rồi đây. Choang, những mảnh kính vỡ vụn hiện nguyên bóng hình của rút đang vô cùng hoảng hốt mà bụp chặt miệng. Nó cũng phản chiếu vẻ mặt thất kinh của Uli khi anh chàng là người trực tiếp đập vỡ nó. Còn Masi thì đứng chết lặng như một pho tượng khi thanh gươm gỗ đang ở ngay giữa đỉnh đầu cô. Sự yên lặng bao trọn lấy không gian khiến cả ba người đều hóa đá. Uli vã mồ hôi như suối mà mở miệng hỏi, phu, phu nhân, người, người có sao không ạ? Vừa dứt lời, Masi trao đảo và knock out ngã khụy. Oa, Pháp Sư Rút, làm ơn hãy cứu phu nhân với, ngài ấy đã. Một lát sau, rút chỉ tay nghiêm nghị giảng giải, phu nhân phải học cách làm rào chắn đấy ạ. Masi chẳng thể đáp nổi vì cô vẫn chưa hết bàng hoàng sau sự cố vừa rồi, còn Uli thì đang tự quỳ xó chịu phạt. Rào, rào chắn ư, rút đáp, đó là phép thuật tạo ra một hàng rào bằng cách sử dụng đá hoặc chất bẩn. So với một khiên chắn, thứ được tạo ra hoàn toàn từ mana, thì rào chắn chỉ cần một phần bốn lượng mana đó thôi. Masi rên rỉ, vậy, Vậy sao cậu không bảo tôi, làm rào chắn trước, rút đáp, vì cổ ngữ run của rào chắn phức tạp hơn so với khiên chắn. Phức tạp như thế nào, rút lấy cành cây trong tay và bắt đầu vẽ lên nền đất, hãy nhìn đây ạ. À. Nó như thế này này, từng nét vẽ loằng ngoằng cứ thế hiện lên, Masi xem xong cũng rợn tóc gáy luôn. Chẳng, chẳng phải sẽ dễ dàng hơn, nếu cứ, cứ tiếp tục luyện tập khiên chắn sao, rút rừng rưng, cái khiên đó sẽ có tác dụng gì khi vỡ vụn trước một cành cây nhỏ chứ. Người đừng lo, các cấu trúc cơ bản của cổ ngữ run giữa hai cái là như nhau thôi không mất nhiều thời gian để học đâu ạ à. masi nghe xong liền nổi gân mặt nó còn khó gấp bốn lần ấy thấy cô có vẻ cục cằn rút thả một câu xanh dờn cha nếu phu nhân có đủ mana tôi nghĩ người có thể luyện tập sử dụng khiên một cách thành thạo nhưng cứ đà này thì kể cả người có tích tụ mana suốt một năm đi chăng nữa cũng không đúc nổi một khiên chắn đâu ạ à. lời nói này lập tức đâm thẳng vào tim gan của masi phu nhân à Tất cả những gì người cần là đọc thần chú nhanh nhất có thể, chẳng phải sẽ tốt hơn nếu người học tất cả thần chú trước khi tôi rời đi sao?" Masi trở nên suy tư, "Nhà, nhà vua yêu cầu đội kỵ sĩ Ram Dragon tham gia cuộc viễn chinh sao? Rút đáp, sắp thôi ạ. Hôm qua chúng tôi mới nhận được thông tin tình hình ở Livadon đang trở nên nghiêm trọng. Điện thờ ở Osiria nên có biện pháp đối phó như chúng tôi nói." Masi lại gặng hỏi, "Vậy, mất, mất bao lâu để tới Livadon?" Uli nghe vậy thì mở lời, theo ngài Hebaron nói thì ít nhất là một tháng ạ. Dù cưỡi ngựa về phía Tây Bắc hai tuần không ngừng nghỉ. Họ vẫn phải đi thuyền thêm 10 ngày nữa. Nếu trên đường gặp phải quái vật thì sẽ còn lâu hơn. Nghĩ tới thôi rút chẳng muốn rời Anatol một tí nào. Tôi đã gặp khó khăn ở dãy núi Lesos rồi. Nhưng giờ lại phải đi tiếp một chiến dịch nhọc nhằn nữa. Masi gặng hỏi. Cậu, cậu có nghĩ mọi thứ sẽ ổn khi chỉ có một toán hiệp sĩ? Mạo hiểm đến nơi nguy hiểm đó không? Uli đáp, phu nhân đừng lo ạ chúng tôi hội quân cùng với hiệp sĩ ở Widen mà. Masi khó hiểu, hiệp sĩ nào? Rút giải thích, khi nhà vua hạ lệnh, tất cả các chư hầu của ngài ấy sẽ gửi hiệp sĩ đến để thành lập quân đội. Chuyện này thường xảy ra khi các đội quân tiên phong được gửi qua biên giới. Cả Banto và Osiria cũng sẽ gửi người của họ đi, vậy nên mọi thứ sẽ xong xuôi khi mùa thu tới. Muộn nhất là đầu đông chúng tôi sẽ quay về, Masi nghe xong thì vui mừng ra mặt. Tất nhiên, phu nhân sẽ phải đảm nhận vị trí của tôi khi tôi đi vắng, vừa nghe xong, Marcy liền vụn vỡ vì gánh nặng. Cô run rẩy ca thán, tôi sẽ, cố gắng hết sức, rút khen ngợi, tôi rất mong chờ người đấy ạ. Marcy trùng con ngươi xuống và suy nghĩ, nếu thuê một người chữa trị có kỹ năng đi cùng rút sẽ là một lựa chọn an toàn nhất. Nhưng với mọi chuyện xảy ra ở Livadon thì không thể nào rồi, không đời nào các lãnh chúa lại không đem theo các pháp sư khi gặp khó khăn được. Cô liếc nhìn tòa lâu đài Anatol sừng sững mà cảm thán trong lòng, mình phải cố gắng hết sức thôi, dù sao thì đây cũng là bổn phận của một phu nhân mà. Mười ngày sau, sứ giả hoàng gia đem lệnh của nhà vua tới cho các hiệp sĩ ở dinh thự Calyps. Khi Masi đang ngồi trong phòng đợi chồng thì có tiếng cửa mở. Riptan khi thấy vợ mình ở đó thì nhướng mày ngạc nhiên, Masi, ta tưởng nàng đang ăn tối chứ. Nhanh như chớp, Masi liền nhào tới và hỏi một chàng, ngài, ngài đã quyết định làm gì ạ, sắc lệnh của đức vua nói gì. Ngài không định rời Anatol, phải chứ, có phải nhà vua định bổ nhiệm ngài làm, Riptan liền ngăn lại, bình tĩnh nào Masi. Usulin Ricardo sẽ đi thay ta. Nếu để Hebaron và Usulin đi cùng nhau thì họ sẽ không ngừng cằn nhằn nhau nên ta cho mình cậu ấy đi thôi. Và lại, sẽ có liên minh các vương quốc khi họ đến Livadon, Vậy nên sẽ tốt hơn nếu có ai đó xuất thân từ một gia tộc nổi bật như Usulin chỉ huy đội kỵ sĩ. Masi hỏi thêm. Sẽ. Sẽ có ai đi nữa ạ? À? Riptan đáp. Xem nào. Elios Karen và Remus Bando sẽ hỗ trợ Usulin. Họ sẽ gia nhập với 10 hiệp sĩ khác. 20 hiệp sĩ tập sự. 30 kỵ binh và một pháp sư, tổng cộng là 64 người. Khi nào họ sẽ đi ạ? À? Sang sớm ngày kia. Masi bối rối. Sớm? Sớm vậy sao ạ? À? Riptan đáp. Một ngày chuẩn bị là quá đủ rồi. Đây là bản tính của họ mà, nên nàng không cần lo đâu. Nhưng mà, họ phải đi một chặng đường dài mà, nên chúng ta sẽ không thể gặp họ một thời gian. Em, em có thể làm gì cho họ không ạ? À? Riptan mỉm cười. Sao nàng không bảo người hầu chuẩn bị bữa tiệc hoành tráng vào tối mai nhỉ? đó là thời điểm duy nhất chúng ta có thể tổ chức bữa tiệc tiễn đưa đấy. Marcy liền hân hoan và nói sẽ làm ngay. Sau cuộc trò chuyện, giữa hai người im bặt và chỉ nghe thấy tiếng gió lùa từ cửa sổ. Marcy thấy chồng mình đang nhìn xa xăm với nhiều suy nghĩ. Cô liền bước đến bên anh và ôm chặt ngài ấy từ đằng sau. Ripta nhếch miệng hỏi, gì vậy? Nàng đang cố quyến rũ ta sao? Marcy đỏ mặt, chỉ, chỉ là. Trông ngài giống như đang trải qua một giai đoạn khó khăn vậy nhưng những lời này Maxi không dám thốt lên. Cô đánh trống lảng và nói rằng trên áo anh có bụi bẩn. Riptan đánh ánh nhìn chiều mến và mỉm cười với vợ mình. Anh dành cho nàng một nụ hôn ngọt ngào và khen ngợi. Gần đây nàng rất đáng yêu đó, ta thực sự rất hạnh phúc. Maxi biết các hiệp sĩ là người luôn phải đặt mình vào nguy hiểm, nhưng cô lại cảm thấy nhẹ nhõm khi Riptan không phải xông pha vào những nơi đó. Ngày hôm sau, mọi người đều đang tất bật chuẩn bị quân nhu và các thứ cần thiết cho cuộc viễn trinh, bỗng rút tới chỗ cô gọi, phu nhân. Ủa, rút, rút bày vẻ mặt cao có, phu nhân ở đây à, tôi tìm người khắp nơi đấy, Masi nghe vậy chỉ biết nhớ mày khó hiểu. Masi ngẩn người, gì, gì thế, tôi tưởng cậu, đang bận chuẩn bị cho cuộc viễn trinh, thấy cuộc nói chuyện có vẻ tế nhị, Elliot liền cúi chào và rời đi. Masi bối rối, tôi xin lỗi vì đã làm mất thời gian của ngài, nếu cần gì thì cứ nói với tôi trước khi ngài đi nhé. Elliot cười tươi, chắc chắn rồi ạ, à. Rút ngạc nhiên, phu nhân đang nói chuyện với ngài Elios sao? Masi đáp, phải, quân nhu lương thực của họ có vẻ ít, nên tôi đang hỏi xem họ có cần gì thêm không. Rút kêu a à lên một tiếng, không khó để kiếm thực phẩm trên đường hành quân đâu ạ, à. chúng tôi có thể mua bổ sung tại các ngôi làng hoặc tự kiếm ăn được. Giờ thì nếu người có thời gian, hãy cùng tôi xem thứ này trước khi tôi đi nhé." Masi tròn mắt, "Cậu, cậu muốn cho tôi xem thứ gì vậy?" Rút mỉm cười, "Người sẽ thấy nó thôi, hãy đi theo tôi nào." Một lát sau, Marcy đã được đưa tới tòa tháp cao chót của Ruth. Chào mừng phu nhân đến với tòa tháp của tôi, vừa mở cửa vào đã thấy cả căn phòng tối om, còn mọi thứ xung quanh thì bừa bộn hết chỗ nói. Cả mặt mày Marcy tái mét, khi bên trong này bốc lên một thứ mùi gì đó rất kinh khủng, Ruth chỉ cảm thán một câu. Thật thô lỗ khi người nói về nơi ở của người khác như vậy đấy ạ, à. giờ thì hãy xem này, cánh cửa sổ phía trước dần mở ra. Nó chỉ cần chút không khí trong lành vào phòng thôi, lâu rồi tôi không làm vậy ạ. À ngay lập tức cả căn phòng bỗng sáng bừng hai má ma si đỏ ửng cô thầm cảm thán trong lòng rút à trông nó còn hỗn độn hơn khi có ánh sáng nữa mặc cho cô tái mét mặt mày lần hai rút dường như đang tìm thứ gì đó đây rồi người cầm thứ này đi gì đây rút đáp tôi đã chuẩn bị để người tự học trong lúc tôi đi vắng sẽ rất hữu ích đấy ạ chưa hết anh lại chất cho cô thêm một đồng nữa chúng đều là các cuốn sách ma thuật về cổ ngữ run và kỹ thuật chữa trị còn đây là sách thuật giải phẫu từ phương Bắc. Masi mếu máu, thuật giải phẫu ư, rút đáp, người nên học về cấu trúc cơ thể người, nó sẽ giúp ích khi sử dụng pháp thuật chữa lành. Những dụng cụ người cần để làm thuốc ở đằng này. Phu nhân có thể sử dụng cái cân này để đong thảo dược và cái nồi này để đun sôi chúng. Tôi đã viết sẵn công thức và liều lượng cơ bản để phu nhân tham khảo rồi. Rút tiếp tục giới thiệu các loại thuốc trong từng chiếc lọ. Masi chẳng bắt kịp được liền kêu lên, đợi, đợi chút, làm ơn nói chậm lại đi cứ thế cô được rút chỉ tận tình những thứ anh để lại trong căn phòng này sau một hồi lâu maxi cầm sấp giấy mà lo lắng tôi phải nhớ hết các phương thuốc này ư rút đáp chúng ta không thể dự đoán hết được chuyện gì sẽ xảy ra khi tôi không có ở đây phu nhân cũng biết rồi đó phép thuật chữa lành của người có giới hạn vậy nên chuẩn bị trước vẫn hơn mà maxi gật đầu tỏ vẻ đồng ý sau khi đã dặn dò xong xuôi rút để lại chìa khóa của tòa tháp này cho cô người có thể ra vào đây tùy thích nhưng ngoài sách và thảo dược ra thì đừng lấy thứ gì khác đấy. Masi lẩm bẩm, chắc là đồ đạc ở đây rất quan trọng nhỉ. Rút kêu lên, tất nhiên rồi, hầu hết mọi thứ đều có giá trị, nên nếu hư hại là chuyện lớn đấy hạ. Masi cạn lời, vậy sao cậu ấy không chăm sóc mọi thứ tốt hơn đi? Cơ mà cậu ấy nỗ lực là vì mình mà, Masi gật đầu và hứa sẽ cẩn thận. Rút phải đi viễn trinh nên có chút lưu luyến, và mặc dù luôn tỏ ra hờ hững nhưng anh mong Masi hãy chăm sóc cho ngài lãnh chúa và các hiệp sĩ khác nữa. Họ thật ngốc nghếch khi nghĩ rằng không gì có thể đánh bại họ, nên họ hay bất cẩn lắm ạ. À. Chuyện đó khiến tôi không thể ngừng lo lắng cho họ. Masi Trấn an, cậu đừng lo về Anatol, cứ chăm sóc tốt cho bản thân là được. Sau cùng thì cậu mới là người vất vả mà. Rút nghe xong thì ảo não. Đúng vậy. Từ ngày mai giường của tôi sẽ là mặt đất vừa cứng vừa lạnh rồi. Masi an ủi, vậy thì tối nay hãy tận hưởng giấc ngủ trên chiếc giường ấm áp đi. Tôi đã bảo đầu bếp chuẩn bị một bàn tiệc đặc biệt rồi, nên cậu hãy đến phòng ăn thưởng thức nhé. À, à. Cô nắm chặt lấy chiếc chìa khóa và mở lời. Tôi, tôi thực sự rất biết ơn vì những gì cậu đã làm cho tôi. Rút, nhờ cậu mà tôi có thể vượt qua nhiều thứ đến vậy. Rút nghe xong thì giật mình và xua xua tay. Đợi đã. Phu nhân đừng nói những lời ngại ngùng như thế. Nghe cứ như là lời chào tạm biệt lần cuối vậy. Masi tròn mắt. Đó, đâu phải. Rút kêu lên. Càng nói tôi càng lo hơn đấy ạ. Chỉ cần chúc tôi có một chuyến đi an toàn là được rồi. Masi đỏ mặt và hơi phụng phịu. Được, được rồi vậy thì chúc cậu thượng lộ bình an được chưa rút nhẹ nhõm thế tốt hơn rồi đấy ạ tôi cũng chúc phu nhân sống tốt trong lúc tôi đi vắng maxi bĩu môi mình chỉ muốn cảm ơn cậu ấy thôi mà a à, còn nữa rút quay lại và nhoẻn miệng cười hy vọng lúc chúng tôi quay về sẽ nghe được tin vui maxi khó hiểu tin tin vui gì rút bày vẻ mặt sáng loáng còn tin gì nữa tất nhiên là sự ra đời của ngài riptan caliphs đệ nhị rồi Masi nghe vậy thì lập tức giật nảy mình và đỏ bừng cả mặt. Rút thúc giục, nào nào, chúng ta đi xuống thôi, Masi giận run, trời ạ. Có mỗi chuyện chào tạm biệt thôi, có nhất thiết phải gây khó dễ cho người ta vậy không? Ngày hôm sau, khi bình minh lên thì cả đoàn hiệp sĩ tiên phong đã hành quân tới vùng đất phía Bắc. Đó là một ngày đầy mây âm u và không lâu sau khi các hiệp sĩ rời khỏi thành, trời bắt đầu đổ mưa. Trà thảo mộc đây ạ, thưa phu nhân, nó sẽ giúp người giảm đau đấy ạ, Masi lên tiếng cảm ơn cô cũng không ngờ chu kỳ của mình lại bắt đầu ngay sau khi tiễn các hiệp sĩ đi thấy phu nhân uể oải như vậy rudis liền an ủi phu nhân đừng nản lòng ạ à. chắc người nghĩ đã có tin vui khi chu kỳ đến trễ phải không ạ à. nhưng có lẽ là chưa đúng thời điểm thôi một cặp vợ chồng tôi quen biết phải chờ mòn mỏi tới ba năm mới có con nếu người kiên nhẫn với một trái tim nhẹ nhàng thì chắc chắn khi thời điểm tới chúa sẽ mang đến cho người một đứa trẻ xinh đẹp thôi ạ à. ma nghe cô hầu nói vậy thì ngơ ngẩn chu kỳ ư cô sờ vào bụng mình và tự hỏi đã bao lâu rồi mình không thấy có nhỉ hai tháng hay ba tháng nhưng mà sau khi đến anatol thì chu kỳ của mình đã đều đặn hơn nghĩ lại câu nói vừa nãy của rudis chu kỳ của người hay đến trễ mà maxi cảm thấy lo lắng chẳng nhẽ cơ thể mình không giống với những người phụ nữ bình thường sao maxi liên tục tự hỏi về sự bất thường của mình toàn những thứ thầm kín của con gái nhưng cô chưa bao giờ được ai chỉ bảo cô liếc nhìn về phía rudis Cả mặt cô hầu ngơ ngác khi thấy biểu cảm khác lạ của chủ nhân, trà nóng quá sao ạ. Masi tự hỏi, liệu cô ấy có thể giải thích cho mình được không nhỉ? Bỗng cánh cửa căn phòng được mở ra, một giọng nói quen thuộc cất lên, chuyện gì thế? Nàng bị ốm sao? Riptan hỏi câu đó trong khi khắp người anh đều ướt nhẹp vì hứng mưa. Zip, Riptan, sao người ngài, ướt hết vậy? Riptan vừa cởi bộ giáp vừa nói, ta đã lăn lộn trong bùn đất để ngăn sạt lở đổ xuống con đường những cơn mưa mùa hè sẽ tới đây trong vòng 2 đến 3 tháng tới, nên chúng ta phải chuẩn bị. Nói rồi, anh liền hạ lệnh cho Rudy chuẩn bị nước nóng để tắm rửa. Mà sao nàng lại ngồi trên giường vậy? Không khỏe à? Masi ấp úng. Dạ, không, không có gì đâu ạ, à. chỉ là. Cô đỏ mặt và bối rối đáp, là ngày đó thôi ạ. À. Riptan nghe xong thì đơ ra một cục, ngày đó ư, anh cũng chẳng biết mô tê gì. Masi nóng bừng cả mặt, bảo mẫu đã nói nếu mình gợi ý thì ngài ấy sẽ hiểu ngay mà. Cô lắp bắp mở lời, Em, em đang chảy máu, nó sẽ kéo dài trong một tuần tới." Riptan nghe xong thì như có xét đánh ngang tai. "Nàng bị chảy máu ư? Nàng bị thương ở chỗ nào sao?" "Em, em không có bị thương, cho ta xem nhanh lên, nếu nàng bị thương thì cần phải chữa trị ngay." Masi hốt hoảng, "Cho, cho ngài xem ư?" Cô lập tức đẩy anh ra và kêu lên, "Bình, bình tĩnh nào Riptan, tất cả phụ nữ đều chảy máu định kỳ mà." Riptan nghe xong thì vẫn chấm hỏi một cục thấy bản mặt quê mùa đó thộn ra ngây ngốc, Masi chỉ còn cách vẫy anh lại gần. Cô đỏ mặt ghé vào tai chồng mình và thì thầm giải thích. Câu chuyện cứ thế được truyền từ miệng cô vợ sang tai anh chồng. Sau khi được thông não, Riptan ngồi đó ôm mặt sốc toàn tập, còn Masi thì cảm thấy như vừa bị hành xác vậy. Cả người Riptan cứng đờ, ta chẳng biết gì cả. Anh trắng mắt lẩm bẩm, làm thế nào mà chảy máu lại là chuyện bình thường, khi chẳng có vết thương nào nữa chứ. Masi cũng bối rối, em, Em cũng không biết, là ngài không biết chuyện này luôn. Đây chắc chắn không phải là lần đầu của nàng, sao lại không nói cho ta sớm hơn? Masi đáp, thì, thì mỗi lần em bị, ngài, ngài đều bận mà. Cô đỏ ửng hai má mà liếc sang chỗ chồng mình. Riptan vẫn đang sang chấn tâm lý mà tự lẩm bẩm, mỗi tháng đều chảy máu trong vòng một tuần ư, thực sự có ổn không đó? Cô cau mày nói, em, em tưởng là ngài biết chuyện này chứ? Riptan cạn lời, Masia. À, Ta lớn lên trong đoàn lính đánh thuê toàn đàn ông con trai đó. Sau khi trở thành hiệp sĩ, ta dành phần lớn thời gian để đi chiến đấu trong các cuộc viễn trình. Làm sao ta biết về phụ nữ chứ? Masi đỏ mặt đáp. Em, em chắc là ngài biết rõ mà, kể cả có ở bên em đi chăng nữa, thì ngài. Riptan mặt đầy dấu chấm hỏi, kể cả ở bên nàng làm sao cơ, Masi quay người đi lảng tránh. Trước khi, em, em kết hôn với ngài, em chẳng, chẳng biết gì, về cơ thể mình cả, nhưng ngài, ngài biết hết mà. Là ngài, ngài đã dạy, dạy em mọi thứ, còn gì? Riptan nghe xong thì lốt hết ba giây, rồi não anh mới phân tích ra được để hiểu ý nghĩ của cô. Anh liền khua chân múa tay để giải thích. Masia, đám linh đánh thuê đều là những tên toàn phun ra mấy lời tục tiễu. Ta đã phải nghe những chuyện đó từ lúc ta 12 tuổi rồi. Tất cả những gì ta biết chỉ là mấy câu chuyện thô bỉ mà thôi. Và lại, một nửa trong số đó còn chẳng phải là sự thật nữa. Thấy vợ câu có quay mặt sang chỗ khác, Riptan lúng túng giải thích. Ý ta là, ta thậm chí còn chẳng biết nàng đang nói về chuyện gì nữa Chưa nói hết câu, Rudis đã gõ cửa để mang nước tắm vào Tối đó, Riptan ngoan ngoãn ôm vợ mình nằm trên giường Anh xoa tròn cái bụng phẳng lì của cô và ân cần hỏi Han Nàng có đau không? Masi đáp, bụng em vẫn đau và em thấy mệt nữa, nhưng em chịu được ạ à. Riptan buồn bã, trông nàng nhật nhạt quá, tay nàng cũng lạnh nữa Ta mừng vì nàng không bị thương ở đâu cả nhưng thật đau lòng khi chứng kiến nàng phải chịu đựng chuyện này, nó thường xảy ra như thế nào? Maxi ngập ngừng, nó thường, không đều ạ." À. Riptan thơm lên gáy nàng ấy rồi nói, Chà, ta mong là nó sẽ sớm kết thúc." Maxi mỉm cười khi anh không hỏi sâu, cô không muốn chồng mình biết cô không đều so với những người phụ nữ bình thường. Maxi trở mình và dựa vào cẳng tay ngài ấy, từ từ chìm vào giấc ngủ yên bình. Ngày hôm sau, những giọt mưa đã ngừng rơi và đọng lại trên tán lá xanh. Bình minh lên cùng với ánh sương mù sáng sớm nhẹ nhàng bao bọc lấy những ngọn đồi thấp dưới chân núi. Mùa xuân đến, Anatol thay đổi từng ngày. Ở trong một căn phòng, có một người phụ nữ tóc đỏ đang cố gắng hết sức để chữa thương cho các anh lính. Khi những người đó rời đi, Rudis lại đưa cho nàng ấy ít trà thảo mộc để phục hồi mana. Vừa nhấp một ngụm trà thì lại có một anh lính khác bị đau bụng và cần cô giúp đỡ. Đã hai tuần trôi qua kể từ khi đoàn hiệp sĩ tiên phong khởi hành cho cuộc viễn Trinh Ban ngày. Masi làm công việc điều trị ở trạm xá. Còn ban đêm thì tiếp tục chăm chỉ học tập. Chậm mà chắc, nàng ấy đang dần hoàn thành vai trò của một pháp sư khi rút đi vắng. Những ngày tháng ấy tuy rất bận bịu nhưng lại trọn vẹn. Vậy, có muốn giải thích cho ta biết phu nhân của ta đang làm gì ở đây và vào giờ này không? Cả đám lính bị Riptan nhe nanh dơ vuốt gầm gừ thì vô cùng sợ hãi. Ta nghe nói nàng đã chữa trị ở trạm xá một thời gian rồi, sao bây giờ ta mới biết chuyện vậy? Masi rên rỉ đáp, ngài rất bận mà, nên em, em không muốn làm phiền ngài vì chuyện nhỏ nhặt như vậy đâu. Dầm, Riptan đập mạnh vào bàn và hét lớn, đừng có nói dối nữa, là nàng đã cố tình giấu ta, Masi quay mặt đi tránh né, em, em không có, em chỉ là, không nhắc đến thôi. Riptan vẫn tiếp tục quát tháo, có gì khác cơ chứ, ta là người duy nhất trong cái lâu đài này không biết vợ ta làm gì cả ngày đấy, cứ như thể ta là kẻ ngốc vậy. Sao nàng lại làm thế sau lưng ta hả? nàng biết rõ ta lo lắng cho nàng như thế nào mà. Masi bấu chặt lấy vạt váy, cô cau mày nhìn thẳng chồng mình và đáp lại, rốt, rốt cuộc, em đã làm gì sai, Riptan không thể tin được vợ mình lại bật lại, anh lẩm bẩm trong miệng, cái gì? Masi phản lại, những gì em làm là điều trị cho các hiệp sĩ bị thương, chuyện, chuyện đó tồi tệ đến vậy sao? Đừng có đánh chống lảng, nàng đã hứa là sẽ không làm việc quá sức như thế rồi mà, Cả đám lính và Hebaron ở đằng này chẳng cản hai người họ lại mà còn ăn bắp giang bơ và xem kịch hay. Marcy kêu lên, trong hai tuần qua, em đâu có bị chóng mặt. Hơn nữa, mana của em đã cải thiện nhiều rồi, sao em lại bị chỉ trích? Vì đã giúp đỡ người bị thương, khi đang ở an toàn trong dinh thự chứ? Riptan lớn tiếng gầm lên, chết tiệt. Nàng là phu nhân của dinh thự này đấy, sao nàng phải đảm nhận vai trò của người chữa bệnh chứ? Masi không chịu yếu thế, bởi vì, bởi vì em, có thể mà cô run rẩy hạ giọng lại, em. Hiện tại em là người duy nhất trong dinh thự, có khả năng chữa bệnh bằng ma thuật mà. Em thề, em sẽ không, cố gắng làm quá sức như lần trước đâu, và, và, Riptan chỉ biết ôm chán thở dài, Masia. Nhớ lại lúc trước đã có người nói rằng có vẻ các hiệp sĩ đã cảm thấy thoải mái khi nhờ cô giúp đỡ. Cô bảo chồng mình rằng không thể để mọi người chịu mọi nguy hiểm, trong khi bản thân là người duy nhất không làm gì được. Chính, chính ngài đã nói, em là, phu, Phu nhân của dinh thự này mà, em cũng phải có, trách nhiệm chứ. Riptan lại nổi gân mặt và hét lên, chết tiệt, nàng đâu có giống bọn ta, nàng là con gái của công tước mà. Marcy phản bác lại, công, công chúa Agnes, cũng làm những việc mệt nhọc và nguy hiểm mà, tại sao con gái của công tước lại không thể làm được thế? Cả đám người Hebaron nghe tới đây thì thì thầm bàn tán, chắc ngài chỉ huy thua rồi, có vẻ là như vậy đấy. Riptan không chịu mà gầm lên như một con thú. Công chúa là một ma pháp sư vĩ đại, với nhiều kinh nghiệm sử dụng ma thuật rồi, sao nàng có thể so sánh được với cô ấy chứ? Cả đám người nghe xong thì lo thay cho ngài Chỉ Huy vì cú vạ miệng ấy. Tất cả đều hóa đá và lặng thinh, bản thân Riptan cũng đã nhận ra anh đã lỡ lời và to tiếng với cô. "Masi, ý ta là." Masi lạnh lùng lẩm bẩm, "Em không." Đôi mắt cô đã trực trào ra hàng lệ, nhưng Masi vẫn giận dữ nhìn thẳng vào anh và hét lên, "Em không muốn nói chuyện với ngài nữa." Riptan mở tròn mắt và cảm tưởng như đang có tia sét đánh ngang tai. Cả căn phòng chỉ nghe thấy tiếng bước dậm chân của cô rời đi và cánh cửa đóng lại cái rầm. Cái thân tàn của Riptan dường như đang bay màu và hóa thành cát bụi. Tất cả mọi người đều vô cùng lo cho ngài ấy. Chỉ huy à, ngài ấy sẽ không sao chứ. Tới tối, cánh cửa phòng của Masi chợt mở ra. Tiếng bước chân ngày càng gần, cho tới khi cái bóng của Riptan hiện rõ sau lưng cô. Anh đứng đó một lúc nhìn tấm lưng lạnh lùng của vợ mình rồi can đảm trườn lên giường kéo chăn lay cô dậy. Masia, à, chúng ta cần nói chuyện, nhưng chiếc chăn đã bị cô kéo trở lại. Bằng tất cả bình sinh, Masi giữ lại chiếc chăn và nằm bất động như một cái kén. Thấy thế, Riptan bực bội lay nàng ấy mạnh hơn, chết tiệt, làm ơn hãy dậy đi, ta biết nàng vẫn chưa ngủ mà. Nàng định để mọi chuyện như thế này sao, ta biết là ta đã, thấy bàn tay run rẩy của nàng ấy bấu chặt lấy tấm chăn, Riptan chật khựng lại và do dự. Sau một khoảng im lặng nặng nề, anh đã từ bỏ và lạnh lùng nói, tốt thôi, cứ làm những gì mà nàng muốn. Cái giường bỗng lún xuống khi anh nằm phịch ngay bên cạnh cô. Hai vợ chồng chẳng nói một lời và nằm cách xa nhau cả một khoảng giường. Sáng hôm sau, khi Masi tỉnh dậy thì anh đã rời đi. Cô sờ vào chỗ Riptan đã nằm còn vương chút hơi ấm, rồi tự mình buồn bã vì ngài ấy còn chẳng nói lời xin lỗi. Hình ảnh anh gầm lên như một con thú và vô tình động chạm vào sự vô dụng và bất tài của cô khiến Masi rất đau lòng. Cô mặc kệ người hầu thích làm gì thì làm, cô xấu hổ vì ngài ấy đã nói cô như vậy trước mặt tất cả mọi người. Và sau đó còn chẳng xin lỗi nữa, trong đầu cô lại lóe lên câu hỏi, Riptan đem mình tới đây để làm gì? Ngày hôm đó, hay Baron bỗng thấy cô đi ngang qua thì chào hỏi, chúc một ngày tốt lành, thưa phu nhân. Người đã làm lành với ngài chỉ huy chưa, nhưng khi thấy bản mặt hàm hàm của cô, anh liền đoán ra, chắc là chưa rồi ạ, à, tôi thực lòng xin lỗi. Cơ mà người đã ở đây rồi, nên có thể chữa trị giúp chúng tôi không? Tôi cần thuốc giảm sưng tấy. Còn tôi bị đau đầu ạ. À. Đến tối, Marcy lại dở sách ra đọc. Nhưng trong đầu cô vẫn không ngừng nghĩ về Riptan. Có lẽ công dụng duy nhất của mình đối với ngài ấy là yên lặng chờ ngài ấy ở phòng ngủ. Rồi ngài ấy có thể quan tâm chăm sóc mình khi ngài ấy muốn. Cứ như thể mình là một con mèo hay một thứ búp bê vậy. Cho dù mình có cố gắng tới đâu, thì có lẽ ngài ấy cũng không công nhận tài năng của mình. Tối đó... Riptan trở về ngay khi cô đã thực sự ngủ thiếp đi. Ba ngày sau, sự nhẫn nại của anh đã tới giới hạn. Masie, Masie ở đằng này vẫn yên lặng băng bó lại vết thương cho một anh lính. Cô hơi cau mày khi Riptan kêu lên: "Chúng ta cần nói chuyện." Maximilian Calips, nàng không nghe ta nói sao? Masie cố ý quay mặt đi. Ngài Hebaron, Hebaron ngơ ngác tự chỉ vào mình. Ngài có thể nói với người đang đứng cạnh tôi rằng tôi không có gì để nói với ngài ấy không? Hebaron liền nói với Riptan, chỉ huy à, phu nhân bảo không có gì để nói với ngài đâu ạ. À. Riptan ngơ ngác đáp, ta nghe nàng ấy nói rồi, ta có chuyện muốn nói. Masi lại mở lời, ngài Hebaron, hãy nói với người đang đứng cạnh tôi rằng tôi không muốn nghe ngài ấy nói gì hết. Hebaron gãi gãi đầu, anh chàng chẳng hiểu tại sao mình lại rơi vào hoàn cảnh éo le này rất. Chỉ huy à, phu nhân bảo là. Riptan nổi đoá, ta nghe thấy cơ mà, đừng có vờ như ta không có ở đây nữa. Nàng hãy nhìn thẳng vào ta mà nói chuyện đi, Masi đáp không, hay Baron và đám lính ở đằng này nhanh chóng chuồn lẹ. Riptan ôm mặt và bất lực, anh do dự mở lời, Masia, à, lần trước là ta đã lỡ lời. Ta thề với nàng rằng, ta chưa từng có ý xem thường hay chỉ trích nàng cả. Chỉ lo lắng cho nàng mà thôi, đảm nhận vai trò của người chữa trị là một điều không hề đơn giản. Mọi người sẽ tìm đến nàng bất kể đó chỉ là một vết thương nhỏ, rồi một ngày nào đó, nàng sẽ lại phải làm việc quá sức. Masi đáp Chắc là ngài nghĩ em không thể hoàn thành một công việc nặng nề như vậy. Ngài không tin rằng em có thể giống như công, công chúa Agnes. Vậy nên, ngài lúc nào cũng lo lắng cho em, Riptan bối rối, tại sao cái tên đó cứ xuất hiện hoài vậy. Chết tiệt, ta đâu có quan tâm tới cô công chúa đó, nhìn ta này Masi, làm ơn hãy nhìn ta, rồi nói chuyện với nhau. Nhưng Riptan lập tức cứng đờ người, khi cô trưng ra vẻ mặt đó, lòng anh cuộn lên một cảm xúc đau nhói như đang châm trích từng thớ ruột gan nàng phải tin ta, ta không có ý làm nàng buồn đâu. Anh đau lòng nhìn thẳng vào đôi mắt ngân ngấn lệ của cô và nhẹ giọng an ủi, ta chỉ muốn nàng được sống thoải mái thôi. Masi buồn bã hỏi, ngay cả khi, đó không phải là điều em muốn sao. Riptan, em không muốn sống, thoải mái, em muốn làm những việc mà em thấy hạnh phúc. Việc học những điều mới mẻ mỗi ngày và có thể dùng ma thuật, điều đó rất tuyệt vời và vui vẻ. Em rất buồn khi ngài bảo em, đừng làm gì cả riptan lặng yên một hồi anh ôm chặt cô vào lòng và mở lời ta hiểu nàng đang nói gì mà nàng có thể làm những gì mà mình muốn nhưng làm ơn đừng làm vẻ mặt đó nữa nhé maxi lã chã nước mắt và siết chặt bả vai của ngài ấy bỗng căn phòng có tiếng vỗ tay vang lên tất cả mọi người đều chúc mừng cho sự sáng suốt của riptan thế mới là ngài chỉ huy của chúng tôi chứ riptan cau có các ngươi xem chán rồi thì cuốn ra khỏi đây đi hay baron cười khẩy ô kìa nhưng mà phần hay nhất chỉ mới bắt đầu thôi mà. Ngay lập tức, Riptan liền đánh ánh nhìn đầy đe dọa lên người gã đó. Tất cả mọi người thấy vậy thì chạy mất dạng, cả căn phòng yên ắng trở lại. Lúc này, Riptan mới thơm lên khóe mắt còn vương lệ của vợ mình và thơm lên tất cả những nơi tuyệt đẹp trên gương mặt của nàng ấy nữa. Masi đẩy anh ra, dừng, dừng lại đi. Em, em vẫn còn giận ngài đó. Riptan thở dài, nàng thực sự biết cách làm đàn ông tức giận đó nhưng mà ta phải dừng lại thôi vì sự im lặng của nàng ba ngày vừa qua đã đủ dày vò ta rồi masi đáp em em không cố ý dày vò ngài em chỉ tức giận thôi riptan cảm thán nàng thực sự đáng sợ đấy masi nếu nàng muốn thì vẫn có thể tới đây để chữa trị cho mọi người nhưng ta vẫn sẽ sớm thuê người chữa trị khác thôi ngài không tin vào năng lực của em sao riptan đáp ta biết nàng tài năng mọi người đều ca ngợi nàng nhưng nàng chỉ mới học phép thuật vài tháng nàng không thể tự mình giải quyết hàng trăm quân lính được, nàng sẽ cần người khác giúp đỡ. Masi phụng phịu, sao ngài biết được, khi em chưa thử sức chứ, Riptan nghiêm nghị, đừng cứng đầu như vậy nữa, nàng quá bận rộn với các công việc khác bên cạnh việc chữa trị mà. Đừng ôm đồm nhiều việc cùng một lúc, cứ coi như nàng có thêm người giúp đỡ đi. Thấy chồng có vẻ đã nhượng bộ mình nhiều, Masi cũng không phản kháng nữa. Được rồi, vậy ta đi đây. À, tối nay nàng đừng đi ngủ trước nhé. Ba ngày nay ta chỉ ngủ bên cạnh nàng thôi đó, thực sự là tra tấn quá mà. Masie nghe xong liền đỏ bừng cả mặt như trái dâu tây. Một ngày nọ, Masie rũ rượi đổ gục trên bàn làm việc. Rudis đã ở bên và mang cho cô chút trà xua tan mệt mỏi. Nhớ lại những gì Riptan nói hôm đó, tới giờ cô mới hiểu tại sao anh lại lo lắng cho cô đến vậy. Chả là khi nghe tin Masie giành chiến thắng trong cuộc cãi vã giữa hai vợ chồng, các anh lính đều vui ra mặt khi có thể thỏa thích tới chạm xá cứ thấy ai hơi hơi bị đau đầu là họ lại dì tay nhau tới đó để cho cô chữa trị. Vậy là ngày nào cũng có cả hàng dài người chờ tới lượt trước cửa bệnh xá. Masika thán, đây là tầm nhìn xa trông rộng của một người có năng lực làm việc xuất chúng sao, mong là Riptan tìm được người hỗ trợ mình càng sớm càng tốt. Sáng hôm sau, có một lão già chống gậy run run tới chào hỏi, tôi là Melric Aron, tôi đến theo lệnh của bá tước Lovon ạ. À. Cảm ơn Chúa đã cho tôi vinh dự, phục vụ hiệp sĩ đáng kính nhất quy đền này. Doanh, cái bàn bị bàn tay của Riptan đập mạnh xuống, cùng với đó là tiếng gầm thịnh nộ của anh đưa người truyền tin đến đây ngay. Từ đằng sau, Masie có thể thấy một luồng khí đen chết chóc bốc lên từ người ngài ấy, còn toàn thân thì giận run. Để tránh ảnh hưởng đến người già, hai anh lính này đã hộ tống lão pháp sư Melric về chỗ ở. Thấy tình hình không ổn, Masie gặng hỏi: Ngài định than phiền với ngài Bá tước sao ạ? Riptan vẫn đang trong cơn giận dữ, anh vò đầu bứt tóc và trừng mắt như một con thú hoang. Tất nhiên rồi thật nực cười, một pháp sư già đổi lấy các hiệp sĩ trai tráng của chúng ta ư? Sao ông ta dám lừa gạt ta chứ, ta sẽ không để yên chuyện này đâu." Maxi hoảng hốt khi cái bàn sắp bị anh đập cho nát đến nơi. "Ta méo tin lão pháp sư đó chỉ mới 68 tuổi đâu." Maxi thầm cảm thán, cũng không thể trách ngài ấy được, có lẽ đã trừ đi ít nhất cả chục tuổi rồi cũng nên. Nhưng Maxi vẫn an ủi để làm nguôi cơn giận dữ của chồng, có lẽ ông ấy chỉ mệt mỏi sau chuyến đi thôi. Biết đâu sẽ làm tốt nhiệm vụ sau khi được nghỉ ngơi, sao chúng ta không cho ông ấy một cơ hội? Riptan nghe vậy thì đành nuốt cơn tức mà thở dài. Anh ủ rũ ôm lấy vợ mình, ta chỉ mong ông ấy không trở thành một bệnh nhân khác để nàng chăm sóc thôi. Mặc dù Riptan rất lo lắng, nhưng ông lão Merrick lại rất thông thạo mọi thứ, nào thì nguyên tắc 3 trên 700, xử lý 3 người bệnh trong vòng 700 giây, Trong cả một thế giới thảo dược ở sân sau, bày phép thuật tuyệt hảo để nhổ răng sữa không gây đau đớn cho các bé và đồng thời là một bậc thầy chế tạo thuốc. 50 sắc thái, à nhầm, 50 tài năng của ngài Melrick, ông ấy quả là một thiên tài. Sau khi làm tất cả các công việc trong ngày, Melrick còn đóng vai trò là người thầy chỉ dạy cho Marcy về kinh nghiệm chữa trị thực tế. Nếu vết thương không nghiêm trọng thì tốt nhất là để cơ thể tự phục hồi bẩm sinh, bởi nếu vết thương nào phu nhân cũng chữa trị, thì các binh lính sẽ dần dà tin rằng họ có thể được chữa trị bằng phép thuật bất cứ khi nào họ muốn. Bản thân họ là những người rất liều lĩnh, vậy thì ai sẽ tình nguyện chịu đựng sự đau đớn của họ chứ? tốt nhất là để họ tự mình chịu những nỗi đau có thể chịu đựng được nếu không họ sẽ không biết cái giá của việc bị thương vậy nên phu nhân à người không được lúc nào cũng giúp đỡ khi mọi người nhờ và chữa trị cho họ bằng ma thuật nhé ma thuật là máu của linh hồn nếu sử dụng quá nhiều sẽ gây hại cho người sử dụng các ma pháp sư chữa trị đều bị ám ảnh rằng họ phải cứu sống tất cả mọi người xung quanh và sự thất vọng sẽ gây phiền hà đến cuộc sống của họ người nên trao dồi khả năng đánh giá mức độ nghiêm trọng của các vết thương và chỉ chữa trị cho những ai thực sự cần tới lòng tốt của người. Masi ghi chú lại cẩn thận, mặc dù đều là pháp sư chữa trị, nhưng có vẻ cách dạy của Merrick hơi khác so với Ruth. Merrick cũng nhân tiện đưa cho cô những lời khuyên về ma thuật phòng thủ mà cô đang học. Masi cảm thấy rất biết ơn khi có ông chỉ dạy cho mình. Đến tối, Riptan gặng hỏi về lão pháp sư già nua đó. Cơ mà câu hỏi của anh lại là một tháng sau khi Merrick tới Anatol. Masi đáp, thực ra, ông, ông ấy lo lắng cho em, vì phải làm việc quá sức ạ." Riptan nghi hoặc. "Vậy sao nàng lại càng ở đó nhiều hơn vậy? Ta nghe bảo nàng ở trạm xá hoặc sân vườn sau từ trưa cho đến tận chập tối." Maxi giải thích, "Là do em đã bảo ông ấy dạy về thảo dược và ma thuật, kiến thức của ông ấy về ma thuật chữa trị rất uyên thâm. Ông ấy còn tự trồng được thảo dược nữa, công việc thì hầu hết là ông ấy làm." Riptan gặng hỏi, "Sức khỏe của ông ấy như thế nào? Nàng nghĩ ông ấy có thể di chuyển không?" Maxi khó hiểu, "Di, di chuyển ư?" Cô tỏ ra lo lắng, ngài ấy không định trả Melric về lâu đài bá tước đấy chứ. Cô kêu lên, đầu, đầu gối của Melric không tốt đâu ạ. À, ngồi trên xe ngựa có thể gây hại cho sức khỏe của ông ấy. Với lại ông ấy là một người thông minh nữa, có thể ông ấy không còn sung sức, nhưng kiến thức của ông ấy rất uyên thâm. Ngài, ngài đừng đưa ông ấy về mà. Riptan ngăn vợ lại, nàng bình tĩnh nào, ta không có ý định đưa ông ấy về đâu. Anh thở dài, đúng là di chuyển chặng đường dài sẽ gây khó khăn. Masi tròn mắt, có việc gì, khiến ngài lo lắng sao ạ? À? Anh đánh trống lảng, không có gì đâu, bỗng anh để ý thấy. Masi đang cau mày phụng phịu, có chuyện gì khiến phu nhân của ta hờn dỗi vậy? Masi bực bội đáp, em, em không có hờn dỗi. Thật sao? Riptan khẽ nâng cầm vợ mình lên. Vậy sao nàng lại bĩu môi như thế? Masi chỉ biết đỏ mặt và rơm rớm nước mắt. Ngài, ngài mặc quần áo vào đi, không là bị cảm đấy. Riptan danh mãnh đáp, ta nghĩ nàng mới là người phải cởi quần áo đấy một lát sau anh đã vô cùng thỏa mãn mà vùi mặt vào làn da mềm mại trước ngực của vợ mình hôm nay chẳng có chuyện gì êm xuôi cả vậy nên ít nhất hãy để ta vui vẻ vào cuối ngày nhé sáng hôm sau khi đang chữa trị ở trạm xá thì maxi nghe được một tin không tốt theo báo cáo gần đây từ livadon số lượng quái vật có vẻ lớn hơn nhiều so với họ tưởng tượng một vài ngôi làng nữa đã bị tiêu diệt tóm lại là tình hình đang rất căng thẳng cơ mà thưa phu nhân từ lễ hội mùa xuân tới giờ người chưa đến thăm ngôi làng phải không Marcy ngơ ngác gật đầu. Vậy thì người sẽ phải bất ngờ cho mà xem, ở cổng làng đi vào đã xuất hiện thêm ba quán trọ rồi đấy hả? Có mấy quán thậm chí còn chật kín khách nữa, quảng trường cũng rất nhộn nhịp ạ, à. các phiên chợ ngày nào cũng mở. Đường xá vừa được hoàn thành chưa lâu, giờ không ai dám gọi Anatol là ao tù nước đọng nữa rồi ạ. À. Nhưng những tin xấu từ phía Bắc vẫn cứ xuất hiện, Osiria đang chuẩn bị gửi thêm quân tiếp viện, nên cũng có thể Whedon sẽ phải gửi thêm. Merrick vừa khuấy thảo dược vừa phân tích, Phía Livadon đã giúp đỡ ta rất nhiều trong chiến dịch diệt rồng. Nếu có thể thì Whedon sẽ phải cố hết sức để đền đáp. Chỉ như vậy chúng ta mới có thể giữ vững niềm tin của bảy vương quốc. Ba anh lính hùa theo. Đúng vậy ạ. À. Những người dân vô tội ở Livadon đang phải chịu đựng lũ quái vật. Là hiệp sĩ thì chúng tôi phải giúp đỡ họ. Phu nhân thấy sao ạ? À? Người nghĩ chúng tôi không nên làm nhiều thứ để giúp đỡ Livadon hơn sao? Marcy thấy một màn này thì ái ngại. Cô vẫn mong Riptan không phải đối mặt với nguy hiểm nhưng lại cảm thấy tội lỗi vì chính những suy nghĩ ấy của bản thân maxi định nói gì đó thì Merrick mở lời trước cũng muộn rồi thưa phu nhân người nên quay về đại sảnh đi ạ à, mọi người cứ thế tản về dưới ánh mặt trời buổi xế chiều maxi định bảo mấy anh lính cứ về trước đi nhưng họ nhất quyết phải hộ tống cô về dinh thự mới được trước lòng tốt của họ maxi chỉ đành thuận theo nhưng khi về tới dinh thự có những tiếng động lạ cứ rồn rập chạy tới chúng ta có khách đến sao vào giờ này ư ngài chỉ huy không ở đây mà một anh lính nheo mắt lại, đợi đã, kia là lá cờ của hoàng tộc phải không? Một kỵ sĩ hoàng gia kêu lớn, "Chúng tôi đến để truyền lệnh từ vua Ruben tới ngài Riptan Calips, lãnh chúa của Anaton." Obaron mở lời, "Hiện tại ngài lãnh chúa không có ở trong dinh thự, nên tôi, Dominic Obaron sẽ thay mặt ngài ấy nhận tin." Người kỵ sĩ kia lúi húi cầm một thứ gì đó. "Trận chiến ở Livadon đã thất bại, toàn bộ liên minh các hiệp sĩ đã sụp đổ." Obaron thất kinh, "Tất cả sao?" người kia nói tiếp một nửa quân đội đã bị phân tán và cầm cự với lũ quái vật trong khi nửa còn lại thì bị kẹt ở dinh thự louisville chúng ta không thể chắc chắn được điều gì vì lũ trô đang bao vây họ nhưng nếu không nhanh chóng ứng cứu họ sẽ không cầm cự được lâu đâu tất cả mọi người đều không khỏi lo lắng chuyện gì đã xảy ra với các hiệp sĩ của anatol rồi đội quân rem dragon đã được bố trí ở tiền tuyến nên khả năng cao là có người bị nhốt ở dinh thự louisville cả người Masi bỗng chốc đổ gục các anh lính xung quanh đều rất lo lắng cho cô, tôi nghĩ tốt nhất là phu nhân nên về phòng đi ạ." Kỵ sĩ hoàng gia tiếp tục cất lời. "Theo đúng hòa ước giữa bảy vương quốc, lời kêu gọi viện trợ đã được gửi tới từng quốc gia, vì thế chúng tôi yêu cầu ngài Riptan Calips, hiệp sĩ hàng đầu của Guiden hãy lãnh đạo đội quân tới Livadon. Oberon hét lên, "Hãy gọi lãnh chúa về dinh thự ngay đi." Rồi ông mời anh kỵ sĩ hoàng gia đó vào trong phòng họp để tiếp tục cuộc nói chuyện. Cuộc họp cứ thế tiếp diễn cho tới đêm muộn, hai baron rất nóng ruột. Anh không thể đợi thêm một giây phút nào nữa mà muốn sáng sớm mai hành quân luôn để giải cứu đồng đội. Nhưng Gaben lại cho rằng sẽ rất nguy hiểm nếu cả quân đoàn không có pháp sư đi cùng. Hebaron cáo bản. Anh cho rằng những pháp sư quanh đây đã bị các quý tộc trên đất liền chiếm hết rồi. Còn phía Osiria thì sẽ không dễ dàng đưa giáo sĩ đi viện trợ cho họ. Cuộc tranh cãi nảy lửa đã bị Masi ở ngoài nghe thấy hết. Hebaron giận dữ quát tháo: chết tiệt, đừng có lầu bầu nữa. Nếu không có pháp sư thì cũng chẳng sao hết. Trước kia chúng ta còn đối mặt với nhiều nguy hiểm lớn hơn thế mà. Không phải vậy sao? Ngài chỉ huy, ngón tay đang đập vào thành ghế của anh bỗng khựng lại. Rip tan quả quyết, chúng ta không thể khởi hành vào ngày mai được. Cho ta chút thời gian, ta sẽ tìm pháp sư trong bốn, à không, ba ngày, hay Baron kêu lên, mất thời gian quá, ngài đã tìm khắp nơi rồi mà, người mà ngài tìm được chỉ là một ông lão 80 tuổi mà thôi. Sao ngài tìm được một ai đó chỉ trong ba ngày chứ? bỗng tiếng thở hắt của Masie vang lên khiến giọng nói của Hebaron khựng lại. Tiếng bước chân hậm hực của ai đó dần gần tới chỗ cô. Anh ta cáu bẩn hét lên, ai ở ngoài đó? Nhưng Hebaron lập tức giãn cơ mặt lại mà nhíu mày ngạc nhiên, phu nhân, sao người lại tới đây vào giờ này? Masie hơi lúng túng khi bị anh chàng phát hiện. A, à, tôi, tôi xin lỗi vì đã làm phiền. Tôi chỉ muốn biết mọi người định định làm gì. Riptan từ đâu lạnh lùng cất tiếng, sao nàng lại bận tâm chuyện đó? Gaben hộ tống phu nhân về phòng đi. Masi lắp bắp cố giải thích, bởi, bởi vì. Em có thể, giúp, giúp mọi người chuyện gì đó. Riptan bực mình hét lên, Gaben, không nghe thấy sao, tại sao không đưa phu nhân về hả? Gaben chỉ đành yên lặng đứng dậy và thực hiện mệnh lệnh. Về phòng đi, Masi, đừng thức đợi ta. Trên hành lang, Gaben cố giải thích cho cô hiểu rằng ngài chỉ huy chỉ đang bực mình vì nhận được tin xấu mà thôi. Nhưng Masi không muốn chỉ ngồi yên như vậy. Cô gặng hỏi, thực sự sẽ rất nguy hiểm nếu đi mà không có pháp sư sao chẳng phải lần trước mọi người đến kinh đô cũng không đưa rút đi cùng sao gaben vân vê chiếc cằm mà giải thích đường đi tới livadon rất khác so với thủ đô drachium ạ à. các hội buôn bán và thành phố lớn rất hiếm chúng tôi sẽ gặp khó khăn trong việc tìm người chữa trị nếu cần đến masi lấy dũng khí gặng hỏi nếu nếu tôi đi cùng thì sao gaben tỏ ra do dự ngài chỉ huy sẽ không cho phép đâu ạ à. masi buồn bã chắc chắc là vậy ha nhưng trong thâm tâm cô vẫn muốn giúp đỡ Riptan và mọi người. Virus đã trông cậy rất nhiều về điều đó ở nơi cô. Nếu Riptan thực sự bước chân vào nguy hiểm, vậy thì mình sẽ. Sáng hôm sau, Riptan đã cố ý mời thương gia Aderon để nhờ tìm pháp sư, nhưng thực sự để tìm được một người là rất khó, kể cả có tìm được thì phải mất tới 10 ngày để họ tới đây. Đang thúc giục cậu ta thì anh thấy phía cửa phòng có ai đó đang đi vào. Masi, Masi bày vẻ mặt phức tạp khi anh gọi tên cô. Bọn ta vẫn chưa xong việc đâu, nàng quay về phòng đi, Masi nài nỉ, Zip, Riptan, em cũng muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Ngài đang tìm pháp sư đúng không? Để em, Riptan lạnh lùng ngắt lời, ta bảo nàng quay về đi. Masi cau mày khó chịu, cô quay sang chỗ anh thương gia và kêu lên, "A, Aderon, anh ta run rẩy kêu lên, "Dạ vâng, thưa, thưa phu nhân. Liệu có khả năng tìm được pháp sư trong vòng 3 ngày không?" Aderon vã mồ hôi hột và run rẩy đáp, Khả năng đó, thấp lắm ạ, chỉ có hai lãnh địa gần Anatol là có pháp sư thôi. Như người biết rồi đó, ba tước Luvân không phải là kiểu người dễ dàng cho đi thứ gì, còn nam tước Luvân thì chỉ có duy nhất một pháp sư thôi. Masi kết luận, vậy nên, về cơ bản là, không thể phải không. Riptan đột nhiên hét lên, Masi, ta đã bảo nàng quay về phòng cơ mà, chuyện đó không liên quan gì tới nàng. Masi đáp, em, em là vợ ngài, và là một pháp sư, chuyện này, Tại sao lại không liên quan đến em chứ? Ngài biết rõ là em. Riptan đập mạnh vào bàn. Anh quay sang nói với Aderon, thử lôi kéo một trong những pháp sư của bá tước Loven đi. Ta không quan tâm hết bao nhiêu tiền. Aderon vô cùng khó xử. Thương hội của tôi có chi nhánh ở đó. Tôi có thể cho người lẻn vào nhà và cố tiếp cận pháp sư của ngài ấy. Nhưng nếu bị bắt, danh tiếng của chúng tôi sẽ... Riptan đưa cho anh ta một cái túi lớn. Đây là tiền trả trước. Nếu thành công, ta sẽ đưa gấp 10 lần số này. Bảo với pháp sư là ta sẵn sàng trả gấp 5 lần số tiền mà tên bá tước đó chi cho anh ta. Aderon nhìn thấy số vàng lấp lánh nhưng không khỏi e ngại phi vụ khó nhằn này. Tôi sẽ cố hết sức ạ, à, nhưng ngài đừng kỳ vọng quá nhiều. Pháp sư của bá tước đã phục vụ cho gia tộc họ qua nhiều thế hệ. Sẽ không dễ để thuyết phục họ rời đi đâu ạ. À. Riptan đáp, vậy cậu phải làm hết khả năng để thuyết phục họ đi. Aderon tuân lệnh, tôi sẽ báo cáo việc này trong hai ngày tới ạ. À. Masi tiến lên định nói chuyện lại với chồng mình, Zip, Riptan hãy nghe em. Nhưng Riptan chỉ lạnh lùng đi sượt qua nàng ấy, Masi vô cùng đau đớn khi nhìn bóng lưng của chồng mình cứ thế xa dần. Zip, Riptan, đợi, đợi đã, Masi đã đuổi theo anh từ phòng họp tới đây và thở hồn hển giải thích, làm, làm ơn, hãy nghe em, chỉ mất một lúc thôi. Riptan chỉ dừng lại một giây, rồi cứ thế bước xuống cầu thang của dinh thự. Masi không cam tâm, cô định đuổi theo anh thì lỡ dẫm phải chân váy, Riptan. Cả người Macy theo đó đổ nhào về phía trước. Hai mắt cô mở tròn và thất kinh, nhưng may mắn là Riptan đã đỡ được cô. Chết tiệt, nàng nghĩ cái quái gì vậy hả? Nàng có thể bị thương đấy. Macy vẫn cứng đầu, nếu, nếu ngài không ngó lơ em thì đâu có chuyện gì xảy ra? Riptan bực mình, sao nàng lại làm vậy hả? Ta không muốn nghe mấy lời vớ vẩn từ nàng nữa. Macy bấu chặt lấy vạt áo của ngài ấy, dù biết sẽ không dễ dàng để anh đồng ý, nhưng cô vẫn cố gắng thuyết phục. Sao Sao ngài biết là vớ vẩn, em chỉ bảo ngài lắng nghe thôi mà." Riptan hơi cau mày, "Được rồi, nàng nói đi." "Em nghe nói, hành trình tới Livadon rất gian nan, sẽ rất nguy hiểm nếu không có pháp sư đi cùng." Anh cau mày, "Ta sẽ sớm tìm được pháp sư thôi." Masi vẫn bình tĩnh đáp, "A, à, Aderon nói là sẽ rất khó mà, nếu, nếu ngài không thể tìm được thì." "Đó là vấn đề của ta, nàng đừng nhúng tay vào. Em biết rằng ngài không tin em, nhưng kỹ năng của em đã cải thiện đáng kể rồi." Cô vỗ ngực thể hiện mình, "Vì thế, nếu ngài không tìm được pháp sư khác kịp thời, em, em có thể thay thế vị trí của rút và "Đủ rồi," Riptan gằn giọng tức giận, "Ta đã nói với nàng bao nhiêu lần là ta không cần sự giúp đỡ của nàng hả? Nàng nói hành trình tới Livadon đầy rẫy những nguy hiểm, vậy mà nàng muốn ta đem nàng đi cùng sao? Ta thà chết còn hơn." Maxi chết điếng người sau khi nghe những lời nói đó, và chỉ đứng chôn chân như vậy một lần nữa nhìn anh rời đi. Ở hành lang cô dậm những bước chân nặng nề và nghĩ lại những gì anh vừa nói ta không muốn nghe mấy lời vớ vẩn từ nàng đó là vấn đề của ta nàng đừng nhúng tay vào ta đã nói với nàng bao nhiêu lần là ta không cần sự giúp đỡ của nàng hả nàng muốn ta đem nàng đi cùng sao ta thà chết còn hơn maxi rơi nước mắt lã trã, ngài ấy thả chết còn hơn là đem mình đi cùng sao sao ngài ấy có thể nói như vậy chứ ngài ấy thực sự nghĩ rằng mình sẽ yên lòng khi ở đây và nhìn ngài ấy rời đi như vậy sao Mùi trong căn phòng được trang trí lụa là và mất ngủ khi cứ phải tưởng tượng đến những cảnh nguy hiểm mà ngài ấy phải đối mặt ư. Một cuộc sống thoải mái mà ngài nói đây sao, dầm, cánh cửa phòng cứ thế bị Marcy bực bội đóng sầm lại. Cô tức tối chạy đến chỗ Hebaron, hửm, ừ, phu nhân. Sao người lại tới phòng nghỉ của lính gác vậy? Marcy mở lời, tôi, tôi muốn nói chuyện với ngài, về chuyện hôm qua. Hebaron không cản cô mà điềm tĩnh bảo cứ tiếp tục. Vì Riptan không muốn nghe nên mình đành phải dùng cách khác thôi. Cô mở lời, tôi nghe nói, hành trình tới Livadon cần có pháp sư, bàn tay lau kiếm của Hebaron bỗng khựng lại. Anh chàng nhìn vị phu nhân của mình đang bày vẻ mặt quyết tâm, tôi muốn đảm nhận vai trò đó. Hebaron trở nên ngập ngừng, phu nhân à, tôi rất biết ơn, nhưng mà, ngài chỉ huy đồng ý chuyện này chưa ạ? À? Masi cau mày đáp, Riptan, không nghe tôi nói, vậy nên, tôi muốn nghe ý kiến của các hiệp sĩ khác. Hebaron vừa vặn vẹo xương cốt vừa đáp, ngài chỉ huy mua chuộc một pháp sư từ bá tước lover nên phu nhân không cần gây nguy hiểm cho bản thân đâu ạ à. cô kêu lên nếu nếu ngài ấy thất bại thì sao mọi người cũng thấy rồi đấy ông melric quá yếu ớt để di chuyển hay baron dừng dưng đáp nếu vậy thì chúng tôi sẽ di chuyển mà không có pháp sư ngài có chắc là mọi người có thể di chuyển đến livadon mà không có ai bị thương không hay baron liền khựng người năng năng lực của tôi đã cải thiện như thế nào ngài hay baron cũng biết mà melric nói Ta còn giỏi hơn cả một vài người chữa trị kém cỏi, làm, làm việc trong một đội lính đánh thuê đấy. Hay Baron cảm thán, thực lòng thì cũng không hẳn là chúng tôi không muốn người đi cùng. Marcy liền ôm hy vọng, vậy, vậy thì. Hay Baron lạnh lùng nói tiếp, tuy nhiên, cuộc viễn Trinh này không phải là chuyện để mang ra đùa được đâu ạ. Người sẽ phải cưỡi ngựa cả ngày, chưa kể còn phải chạm chán với lũ quái vật trên đường đi nữa. Chúng tôi cũng không thể đem theo xe ngựa để đưa người đi như lần trước. Người vẫn muốn đi cùng chúng tôi sao? đến những người lính dày dặn kinh nghiệm như chúng tôi còn thấy nhọc nhằn nữa là người phu nhân lại không có nhiều kinh nghiệm tự bảo vệ bản thân nữa nếu người chẳng may gặp nguy hiểm thì ma kêu lên tôi biết ma ma thuật phòng thủ mà có thể tôi không tạo ra được một rào chắn lớn nhưng nhưng mà tôi có thể tự bảo vệ bản thân được mạnh miệng vậy thôi chứ ma chưa từng thử qua sức chịu đựng của rào chắn đó hay baron định ngăn cô lại nhưng ma quả quyết kêu lên nếu nếu ngài lo lắng về khả năng chịu đựng của tôi vậy thì kể cả rút cũng đã phải đi tham gia cuộc viễn trinh này mà Hebaron baron nghe vậy thì trắng mắt tôi còn có thể lực khỏe hơn cậu ấy và sức chịu đựng cũng tốt hơn nữa nếu cậu ấy làm được thì sao tôi lại không thể chứ Hebaron baron ngẫm nghĩ một hồi thì thấy cũng có lý mặc mặc dù đúng là tôi không có nhiều kinh nghiệm nhưng trước khi trở thành một bậc thầy ai cũng đều là những người mới mà không phải sao Hebaron baron mỉm cười hài lòng phu nhân nói rất thuyết phục đấy anh nhún vai buông xuôi được thôi nếu trong vòng hai ngày mà chúng tôi không tìm được pháp sư vậy thì tôi sẽ thử thuyết phục ngài chỉ huy Masi nghe vậy thì vui mừng ra mặt cảm, cảm ơn ngài a à, nếu nếu tôi đi cùng thì thực sự sẽ rất có ích cho mọi người phải không hay baron thở dài đương nhiên rồi ạ à, nhưng cuộc viễn trinh này không phải chuyện đùa đâu người nên cân nhắc đấy ạ à. Masi cao mày quyết tâm đây đây không phải là một quyết định mà tôi có thể dễ dàng đưa ra tôi thà chịu đựng khó khăn về thể chất còn còn hơn là lo lắng đến phát điên ở trong dinh thự này. Cô tỏa ra hào quang và quả quyết, tôi, tôi đã sẵn sàng rồi. Hay Baron tươi cười, nghe thật nhẹ nhõm ha, thưa phu nhân. Hai ngày sau khi nhận được tin tức từ Livadon, mọi người cứ nghĩ là phu nhân sẽ rất u sầu, nhưng người lại vô cùng bận rộn. Sáng nào người cũng ngồi trầu trực với ông Melric để moi móc đủ thứ thông tin về những việc các pháp sư phải làm trong thực chiến, buổi chiều thì ngồi trong thư viện đọc sách tranh về các quái vật có lẽ đây chỉ là cách mà phu nhân tự chấn an bản thân thôi. thấy Maxi chưa dùng bữa nên Rudis muốn đem đồ ăn cho cô. Maxi chỉ mỉm cười và yêu cầu một bữa ăn nhẹ như hôm qua. cô gặng hỏi về Riptan thì được biết anh đã ra lệnh cho họ đem bữa tối lên phòng hội đồng. Maxi thầm nghĩ có lẽ tối nay ngài ấy cũng không về phòng. cô rất mong mỏi để được gặp và thuyết phục anh. chợt Maxi lại giật mình khi lại tự dẫm lên gấu váy vướng víu của mình. người sẽ phải cưỡi ngựa cả ngày đấy hả? Lời cảnh báo của Hebaron lại văng vẳng trong đầu cô. Marcy liền gọi Rudis lại, tôi, tôi muốn yêu cầu thêm, một thứ được không? Sáng sớm hôm sau, Marcy đã thắt chặt dây nịt của chiếc áo. Lần đầu tiên trong đời, cô được thử loại trang phục như này. Tự nhìn ngắm mình trong gương có chút kỳ quái, nhưng công chúa Agnes cứ như sinh ra là để mặc những bộ đồ như này vậy. Marcy thử vận động qua lại, quả nhiên là dễ dàng di chuyển hơn hẳn so với những chiếc váy mà cô thường mặc. Mình không cần phải lo váy sẽ bó lại, hay nhân dúng khi mình ngồi xuống, được rồi, mình có thể làm được. Tại phòng họp, trong khi các kỵ sĩ đang họp bàn về phương hướng tác chiến, thì bỗng đổ dồn sự chú ý về một phía. Ngoài cánh cửa, Marcy đang lấp ló định đi vào. Tất cả các anh lính đều ngạc nhiên, phu nhân, sao người lại ăn mặc như thế kia, Marcy bối rối đáp, tôi mặc thử. Vì nghĩ rằng sẽ dễ dàng di chuyển hơn, nhưng chắc là không hợp lắm nhỉ, một người đáp lại, không, không đâu ạ, à, người mặc hợp lắm. Masi ngượng ngùng tôi tôi đã làm gián đoạn cuộc thảo luận của mọi người sao hay là tôi quay về nhé hay baron kêu lên không đâu ạ à, chúng tôi đang bàn về yêu cầu của người phu nhân ngồi đây đi ạ à. Masi lên tiếng cảm ơn cơ mà jeep Riptan đâu chuyện chiêu mộ pháp sư từ bá tước lô Vân thì sao gaben thở dài thật không may là các pháp sư đó đều rất gắn bó với lãnh địa bá tước ngài chỉ huy đã ra đại sảnh để gửi bồ câu đi rồi ạ à chúng tôi định bàn luận về việc phu nhân đi cùng trong cuộc viễn trinh lần này khi ngài ấy quay lại. Cơ mà phu nhân à, tôi đang rất bận tâm một chuyện. Hành trình tới Livadon đầy rẫy những nguy hiểm mà lại có rất ít ngôi làng và chúng ở cách xa nhau. Hầu như chúng ta sẽ phải cắm trại và đi qua vài ổ quái vật, người có thể chịu đựng được những khó khăn đó không? Masidap, ngài Hebaron đã nói cho tôi biết cần phải làm gì khi tham gia viễn trinh rồi. Tôi đã từng cắm trại khi rời quê hương tới Anatol, và tôi rất sẵn lòng đối mặt với những nguy hiểm đang trực chờ. Một anh lính bồi thêm, phu nhân nói đúng đấy, đến công chúa Điện Hạ còn làm được nữa là phu nhân. Nếu lo lắng quá thì chúng ta có thể cử vài hộ vệ để hộ tống riêng cho người, nếu họ không rảnh thì tôi sẽ đảm nhận việc đó hạ. Mà si nghe vậy thì rất vui mừng. Chính, chính vì hành trình sẽ rất gian nan, nên tôi nghĩ mọi người nên đưa tôi đi cùng. Đi, đi khoảng một tháng mà không có pháp sư, lại còn đầy rẫy quái vật và hiếm thấy một ngôi làng nào, thế thì quá nguy hiểm. Vì vậy, tôi muốn đồng hành cùng mọi người trong cuộc viễn trinh với tư cách là một pháp sư. Đột nhiên cánh cửa phòng bị mở ra, mấy người đang làm cái quái gì vậy hả? Maxi nhìn người đàn ông ở đằng đó mà trở nên do dự. Riptan lại biến trở thành một con thú hoang, anh tỏa ra một luồng khí chết chóc mà chất vấn, giải thích cho ta ngay, vợ ta đang làm gì ở đây. Hay Baron đứng ra che chắn cho cô, phu nhân ở đây là vì lo lắng cho ngài đó, thưa chỉ huy, ngài không cần quá tức giận đâu. Riptan giận dữ, Nàng ấy đang câu kết với người của ta sau lưng ta, làm thế nào mà thành ra lo lắng cho ta chứ? Hay Baron nghe xong thì bực bội, câu kết ư, ngài đừng có nặng lời như vậy chứ, vì ngài quá ương bướng nên phu nhân mới phải trực tiếp đến gặp chúng tôi đấy. Rip nổi trận lôi đình, ta không muốn nghe, ta sẽ không tha thứ cho bất kỳ kẻ dám thảo luận với vợ ta sau lưng ta, Gaben thấy tình hình căng thẳng thì ngăn lại, hai người bình tĩnh đi. Chúng tôi biết ngài lo lắng cho phu nhân như thế nào mà, thưa chỉ huy, đó là lý do chúng tôi vẫn giữ im lặng cho tới giờ, nhưng hiện tại chúng ta đang cần một pháp sư. Ngài hãy cân nhắc chuyện này một cách khách quan đi ạ. Riptan cau mày gần giọng, cậu mất trí rồi sao, vợ ta sẽ không thể chịu đựng được trong suốt cuộc viễn trình này đâu. Masi hét lên, tại sao, ngài lại tự ý, quyết, quyết định như vậy, Riptan. Riptan khó tin nhìn vợ mình trong cơn bực bội. Anh ôm mặt cảm thán, nàng đang mặc cái quái gì vậy, trước khi đến đây, nàng đã chuẩn bị sẵn rồi sao, đừng có cứng đầu nữa Masi, ta đã nói là không đồng ý chuyện này rồi. Masi cãi lại, ngài mới là người cứng đầu đó, em hoàn toàn có thể đảm nhiệm vai trò này mà, còn ngài thì đang đẩy các kỵ sĩ của mình vào tình thế nguy hiểm đấy ạ. Dù, dù em có phải gặp chút khó khăn đi chăng nữa, em vẫn có thể đưa cả đoàn tới Livadon một cách an toàn, ngài, ngài không nghĩ là em nên hy sinh hay sao. Làm ơn, hãy cho em, một cơ hội đi. Riptan mở trừng mắt và nói không, anh định nói thêm gì đó thì Hebaron ngăn lại. Phu nhân nói đúng đấy hạ. Chúng ta không thể cứ mãi trì hoãn như thế này được. Ai mà biết đoàn quân tiên phong đang gặp chuyện gì, phu nhân thì đã chuẩn bị xong rồi và chúng tôi có thể bảo vệ cô ấy hạ. Gaben bổ thêm. Khu vực có quái vật mở rộng dọc từ vùng biên giới cho tới cảng. Tiếp đó là một tuyến đường bộ ngắn dẫn tới Livadon. Nếu chúng ta cẩn trọng thì có thể bảo vệ phu nhân khỏi nguy hại. Riptan thở dài. Ha, trên đường tới Livadon có cả ổ rồng nữa một nữ nhân quý tộc không có khả năng chống cự thì chỉ có thể là trở ngại mà thôi. Masi kêu lên, ngài, ngài lầm rồi, em, em có thể thi triển ma thuật phòng thủ, Riptan ngăn lại, nàng mới chỉ học nó một vài tháng trước thôi, năng lực của nàng tới đâu chứ. Bỗng một anh lính giơ tay phát biểu, chỉ huy à, nếu ngài thấy khó tin thì tại sao chúng ta không kiểm tra. Nếu phu nhân có thể bảo vệ bản thân khỏi những đòn tấn công của chúng ta, thì có nghĩa phu nhân có thể phòng thủ chống lại hầu hết các loại quái vật tất cả mọi người đều gieo lên một ý tưởng thông minh đấy, tôi đồng ý với Eden, chỉ riêng Macy tái mét mặt mày, cô đã bao giờ thử sức chịu đựng của khiên chắn bao giờ đâu. Gaben đưa ra ý kiến, nếu ma thuật của phu nhân không thể chống chịu được thì chúng tôi sẽ vui vẻ kết thúc cuộc tranh luận tại đây. Nhưng nếu phu nhân thành công, chúng tôi mong ngài chỉ huy không được phản đối nữa. Nếu chúng ta cứ thế tự khởi hành tới Livadon thì thật ngu ngốc, trong khi đã có một pháp sư chữa trị và sử dụng được ma thuật phòng thủ xin đừng để các binh lính của ngài chịu rủi ro như vậy ạ à. Riptan bực bội xoay người đi được thôi chúng ta sẽ đi kiểm tra kỹ năng của nàng ấy ra ngoài đi hay baron ghé vào tay cô nói nhỏ nếu người thành công thì ngài chỉ huy sẽ không phản đối nữa đâu hãy cho ngài ấy bớt kiêu ngạo đi ạ à. maxi chỉ biết túa mồ hôi như mưa ngài hay baron à đúng rồi mình phải thành công trước đã chưa kịp làm gì mà cô đã lo rào chắn vỡ tan tành như lần trước rồi nhưng maxi đã tự chấn an bản thân không mình đã luyện tập nhiều lần nhờ sự hướng dẫn của ông Melric rồi. Mình cũng kiểm soát mana tốt hơn. Nếu mình cố gắng hết sức, thì có thể làm được thôi. Ở đằng này, Riptan đang hùng hổ cầm vào chuôi gươm và thúc giục. Nào, nàng niệm phép đi. Tất cả mọi người đều trắng đơ ra một cục. Ấy đợi chút, ngài chỉ huy hãy công bằng đi ạ. Có ai trên đời này có thể đỡ nổi đòn tấn công của ngài chứ? Ngài một vừa hai phải thôi. Ngay cả rút cũng không thể đỡ nổi ngài mà. Các cậu nghĩ ta ngu chắc, ta không thể tin ai hết. Ta biết là mấy cậu sẽ nhẹ tay với nàng ấy mà. Hebaron cạn lời. Ha, không có nhiều pháp sư có thể chịu nổi đòn tấn công toàn lực của hiệp sĩ Rem Dragon đâu ạ. À, nhưng ít nhất cũng phải ngăn được một cú đòn cỡ của con trồ. Gaben vỗ vỗ tay. Nào nào, sao chúng ta không làm thế này nhỉ? Chúng ta có thể để phu nhân tự chọn người tấn công. Như vậy thì có thể biết ngay cú đòn đó có yếu hay không. Masi lắp bắp. Tôi, tôi ư. Gaben vui vẻ đáp. Dạ đúng, thưa phu nhân. Người có thể chọn bất kỳ ai trong số chúng tôi. Masi đảo mắt nhìn các anh kỵ sĩ một lượt, ai nấy đều gân guốc và săn chắc, trông rất mờ lem và hào nhoáng. Còn anh chồng đô con và bá đạo nhất trong số họ thì bị loại ngay từ đầu rồi. Anh liên tục ám Masi và gào thét, hãy chọn ta đi, cả mặt Masi túa mồ hôi như mưa, hưm, vậy thì. Cô chỉ tay về phía Gaben và kêu lên, tôi sẽ chọn ngài Gaben, làm người tấn công tôi. Gaben chẳng thể cười nổi, Mặc dù cùng là đồng đội trong đám kỵ sĩ với nhau nhưng anh chàng lại là người nhỏ con nhất. Tôi có thể hỏi phu nhân tại sao lại là tôi được không ạ? À? Masi lảng tránh. Bởi, bởi vì, trông ngài có vẻ, đáng tin nhất thôi. Gaben thở dài. Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ là người thử sức chịu đựng của rào chắn ạ. À. Hãy nói cho tôi biết ngay khi người sẵn sàng. Masi kêu lên. Được, được thôi. Cô bắt đầu chạm đất và niệm chú. Bình tĩnh nào Masi. Đừng hoảng. Đầu tiên, hãy định hình một rào chắn cơ bản trước rồi vẽ một cổ ngữ run để củng cố nó. Ngay khi pháp trận được hình thành, một tấm rào chắn bằng đất được dựng lên, Masi kêu lớn, tôi, tôi sẵn sàng rồi. Ngay khi nghe hiệu lệnh, Gaben liền lập tức hành động, vậy thì tôi tới đây. Anh phi nhanh về phía tấm rào chắn đó, rồi vung một đường kiếm mạnh mẽ và dứt khoát. Clang, Masi dùng mình khi tiếng động lớn vang lên. Khi cô mở mắt ra một lần nữa, các cơ mặt đã giãn ra và thả lỏng, tấm rào chắn vẫn sừng sững kiên cố trước đòn tấn công của Gaben. Anh chàng thu gươm lại và gặng hỏi Riptan, ngài nghĩ sao, thưa chỉ huy, một màn vừa rồi là quá đủ để thuyết phục ngài rồi nhỉ. Riptan chỉ biết đứng đó và cau mày bày vẻ mặt phức tạp, còn bàn tay đã siết lại thành hình nắm đấm, anh cứ thế để lại một câu và lẳng lặng bỏ đi, tùy các người. Masi lo lắng nhìn ngài ấy hầm hầm rời đi, hay Baron an ủi, đừng bận tâm nhiều quá, thưa phu nhân. Ngài chỉ huy là người biết lý lẽ mà, ngài ấy sẽ bớt giận thôi. Ngày hôm đó, tất cả các nữ hầu trong dinh thự đều vô cùng lo lắng khi phu nhân của họ quyết định tự đi vào nơi nguy hiểm để hỗ trợ cho các kỳ sĩ maxi mỉm cười chấn an họ tôi sẽ đi với đoàn hiệp sĩ mạnh nhất lục địa phía tây mà sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu các nữ hầu đều nhao nhao ít nhất thì người hãy mang theo thật nhiều váy đi ạ cái mũ này sẽ bảo vệ người khỏi bị cháy nắng đấy maxi bối rối tôi tôi có quá nhiều thứ để mang theo rồi bỗng uli và garo từ đâu xuất hiện mọi người đừng lo lắng quá chúng tôi sẽ bảo vệ phu nhân dù có chuyện gì đi chăng nữa. Masi thầm nghĩ, nhưng đối với mình, cậu ấy vẫn chỉ là một cậu bé thôi à, nhưng trước đó Gaben đã rất tự tin về năng lực của Uli và Garo. Họ là những hộ vệ tài giỏi nhất, có thể tin tưởng họ sẽ bảo vệ phu nhân Calyx. Garo mở lời, phu nhân hãy chuẩn bị đi ạ, có vẻ như ngài chỉ huy đang giao phó nốt nhiệm vụ trong dinh thự. Bỗng Riptan ngước mắt lên, anh giơ tay lên cao và ra hiệu, khởi hành đoàn quân Ram Dragon dưới sự chỉ huy của ngài Riptan Calyps cứ thế phi ngựa chạy nhanh về phía trước. Gaben thúc giục cô, phu nhân, làm ơn hãy di chuyển vào giữa hàng ngay khi chúng ta đi qua cổng chính nhé. Masi đáp, được, được rồi. Cô cưỡi gem nhanh chóng rời khỏi tòa thành. Vậy là đầu mùa hạ năm ấy, Masi đã cùng các hiệp sĩ của đoàn quân Ram Dragon tham gia cuộc viễn trinh đầu tiên trong đời. Bên ngoài bức tường thành là vô số những cây cỏ xanh tươi đang mơn mởn dưới ánh mặt trời mọi thứ đều nở rộ khi đoàn quân khởi hành tới Livadon, nơi đang chìm trong biển lửa và màu của máu và chết chóc. Vậy là Maxi đã quyết tâm rời khỏi vỏ kén an toàn, thực hiện khao khát trở thành một ma pháp sư chữa trị để giúp mọi người vượt qua gian nan tới Livadon ứng cứu đồng đội. Cô sẽ phải trải qua những gì trong cuộc viễn trinh đánh đuổi liên minh quái vật đang lộng hành trên lục địa này. Các bạn hãy bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ mình ra tiếp mùa 4 của bộ truyện này nhé!